Chuyện một tâm hồn, Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu, phần 59, một món rau trộn không tên. Thưa mẹ, ở đây con lại lạc đề, nói xiên xẹo đến những tư lự rất phức tạp. Xin mẹ tha thứ cái tội con không dứt khoát được. Con vẫn công nhận chuyện con viết rối như tơ vò, mà khổ quá, con không biết bày tỏ sao cho khéo hơn được. Con viết theo nguồn tư tưởng đến tựa hồ úp cá trong lạch tâm trí. May vớ được con nào thì dâng kính mẹ con ấy. Vậy câu chuyện con nói giang dở ở chỗ các chị nhà tập. Các chị thường hay bảo con rằng hỏi gì con cũng trả lời dễ dàng. Lần này khéo mà con phải lúng túng. Xin chị cho biết những điều dạy dỗ chúng em chị lấy ở đâu? Gia dĩ có nhiều chị ngay thật, còn tưởng là con nom thấy linh hồn các chị. Vì nhiều lần dù các chị không tỏ dấu gì, cũng thấy con hiểu được tâm sự kín đáo các chị. Một lần chị đầu nhà tập phải điều cực lòng quá, mà lại muốn giấu con. Cả đêm ấy chị suy tư sầu muộn, nhưng không dám để rơi một giọt lệ, vì sợ mắt đỏ mà chị em biết mất. Đến sáng chị đã gượng sầu làm vui rất khéo. Chị niềm nở nói năng như thường, hay có lẽ khéo hơn thường, giòn rã hơn thường. Bây giờ con bảo chị ấy có thế này, tôi chắc chị phải sự âu sầu. Chị đã nhìn con bằng vẻ ngạc nhiên hết sức, đến nỗi làm con cũng phải bỡ ngỡ, và như truyền sang con một xúc cảm gì siêu nhiên. Con cảm như Chúa đang ở đấy, đang ở giữa con. Bất giác con đã nói cùng chị lời ấy, và đã an ủi được linh hồn chị. Chính là ơn soi sáng đấy, chứ con có được xem thấy sự kín linh hồn ai bao giờ. Thưa mẹ, bây giờ con xin nói về sự tiến tới thiêng liêng quý hơn mà con thâu góp được trong hồi coi sóc chị em nhà tập. Mẹ cũng quá biết, các chị nhà tập được phép tỏ hết mọi tư lự, dù tốt dù xấu, không phải dè dặt gì cả. Riêng với con, các chị không phải trọng kính như trọng kính mẹ coi sóc chính thức, cho nên sự nói năng lui tới càng được dễ dãi tự nhiên. Con không thể nói Chúa đã bắt con đi đường hổ nhục bên ngoài. Không, Chúa chỉ muốn con phải nén lòng bề trong, phải khiêm nhượng thật trong linh hồn thôi. Trước mắt người đời, con coi như xuôi sắn lắm, được bước lên đi dễ dàng trên đường nguy hiểm danh vọng, nếu có thể gọi là danh vọng, của những địa vị trong dòng. Và cũng nhân thế, con đã hiểu được thái độ Chúa và các bề trên đối với con. Vì giả như trước mắt chị em, con bị coi như người bất lực thiện trí, không quyết đáp, hẳn là mẹ đã không bảo con giúp đỡ mẹ đâu. Đó chính là lý do làm Chúa buông xuôi một bức màn che kín các khuyết điểm ở nơi con. Bức màn che ấy lại đưa cho con một ít lời khen ngợi của chị em nhà tập. Các chị em khen con thật chứ không phải định hót gì, vì con biết các chị thật thà nghĩ sao nói vậy. Nhưng sự khen ngợi đó chẳng thể làm con phô mình, bởi vì con hằng thấy trước mắt những khốn nạn thiếu thốn trong người con. Lần kia, đang khi con ước ao nghe những lời chua chát cứng cỏi, linh hồn như đã ngén thứ đồ ăn quá mỹ vị lời khen ngợi, thì Chúa đã cho con ngay một đĩa rau trộn, trộn rất nhiều giấm và thêm rất là nhiều vị đắng chát. Đĩa rau trộn chẳng thiếu gì, chỉ thiếu chất dầu. Một chất không có thì không thành rau trộn, chỉ thành một món chưa có tên gọi. Đĩa rau trộn ấy chị em nhà tập đã cho con ăn vào một lúc thật không ngờ. Chúa Giê-xu vén cái màn che khuất những khuyết điểm của người con. Thành thử các chị trông thấy rõ sự thật, liền thôi không ưa thích con nữa. Với lòng chất phác đơn sơ, điều con vốn ưa thích, các chị cảnh cáo con đã làm cớ cho các chị phải chiến đấu nhiều, và vạch rõ các chị không ưa, không phục ở nơi con. Các chị không kiêng kể, không kiêng nể phê bình con trước mặt, dường như phê bình một người khuất mặt, vì các chị đã biết tính con ưa thẳng thắn. Đĩa rau trộn này chẳng những con ưa thích, lại là một bữa tiệc quý, sơn hào hải vị, linh hồn con được thỏa thuê no nê sung sướng.
có lý gì một việc trái tính tự nhiên như thế lại có thể coi như một hạnh phúc quý dường này. Thật, con không thể tin, nếu không phải chính mình con đã trải qua khúc nhôi trên đây. Một lần nữa, dường như con đang sốt sắng ước ao hạ mình ở khiêm nhượng, thì một chị mới mặc áo đến làm cho con một mẻ. Con thỏa mãn quá, liên tưởng lầm tên Semin, sỉ nhục vua David. Con nhẩm lại trong lòng lời vua thánh đã đáp: phải, chính Chúa đã khiến sỉ nhục ta như thế. Đấy là cách thức Chúa săn sóc giữ gìn con. Người không để con luôn luôn hổ nhục bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng cũng để con nuôi mình bằng những vụn bánh rơi bởi bàn ăn con nít. Lòng thương xót của Chúa hải hà quá trí khôn lường. Thưa mẹ yêu dấu, vì con muốn đồng thanh cùng mẹ ca tụng lòng thương hải hà của Chúa ngay khi con tại thế, nên con còn phải thưa mẹ một lợi ích thiết thực cũng như bao lợi ích khác mà con đã thâu lượm được bởi việc mẹ giao phó cho con làm.